Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngày ạc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán ạc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Cái gì ở Volcat chat gì kìa? Tụi bay hay thì đánh đi. Ôi dồi ôi. kiểu gì? Volcat chat tổng team tao ai cũng hay hết. Ui sợ thế nhở? Bạn là nhất. Bạn là số 1, bạn là siêu nhân, bạn là hàng hiệu, bạn là đỉnh, bạn là 10 điểm. Không sao, Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Con chim non trên cành cây hót liu lo, hót liu lo, lo 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 lo. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Rất vui khi mà chúng ta lại được gặp nhau rồi. Và ngày hôm nay mình lại có cơ hội để có thể đem đến cho tất cả các bạn, phục vụ theo cầu của rất là nhiều bạn khán giả, đem đến sức mạnh của cô nàng Kera. Thật ra thì nhiều bạn có để lại comment hỏi mình là Kera leo danh trong cái mùa 20 này có mạnh hay không. Thì ngày hôm nay đưa đến cho mọi người sức mạnh của Kera trong phiên bản mùa 20, được coi là phiên bản kỷ niệm 5 năm của Liên Quân ở chiến trường 4.0 nha. Trước tiên thì trận đấu ngày hôm nay mình sẽ áp dụng phong cách lên đấu chuẩn dành cho Kera. Thật ra thì bây giờ là thời điểm đầu mùa, mình cũng sẽ hạn chế làm clip về chôn game, chôn đồ. Mình sẽ tập trung đem đến cho mọi người đó là những cái trận đấu về build đấu chuẩn, phong cách chơi của các vị tướng để các bạn có thể vác vào leo danh một cách hiệu quả thời điểm đầu mùa nha. Đấy, sau khoảng thời gian này thì sau đó nữa thì mình sẽ làm clip vui vẻ chôn game chôn đồ thi thoảng gửi đến cho mọi người thôi. Còn bây giờ sẽ là auto những cái clip lên đồ chuẩn. Bây giờ thì hiện tại mình cũng đã lên được level 4 rồi. Mỗi tờ là khu vực đường dưới thì không có ai. À, có Iki thì nhảy thẳng vào, nhưng mà thôi từ từ. Nó có hai người mà người ta từng nói hai là nhiều hơn một. Số 2 lớn hơn số 1 và sau thì mình không dám chơi bởi vì tên bạn có hai người. Lại gặp ngay Murat đây, thôi từ từ nha, bình tĩnh nha. Mấy anh cứ nóng tính quá cơ. Phong cách lên đồ chuẩn dành cho vị tướng Kera là gì? Lát nữa mình sẽ nói qua. Còn bây giờ mình đang cố gắng làm sao kiếm được một mạng các bạn ạ. Chỉ cần team bạn max sơ hở một tí thôi. Như là khu vực đường trên này, cho team bạn lên cao cao một tí. Đấy, lên cao như thế này mình có cơ hội để có thể áp sát để lao ra. Nhảy tăng vào cho mình xin một mạng cái coi. Không đủ đam để thịt được Hayate rồi. Hơi đáng tiếc nhưng không sao, kỹ năng của mình sắp hồi, mình nhảy thẳng vào Hayate này và mình được một mạng, thơm quá các bạn ơi. Thế là mình được một mạng rồi nha. Nhưng vừa xong thì Lavin không hiểu sao đứng trong trụ để chô trụ bắn chết luôn. Đối với build đồ dành cho vị tướng Kera thì trang bị đầu tiên mình sẽ lên chọn đó là Gươm Loki. Đây là trang bị đi rừng mang sức mạnh phép thuật. Ngoài ra thì mình sẽ lên đó là giày kim cương bởi vì team bạn có rất là nhiều hiệu ứng khống chế. Tiếp đến để mà gia tăng thêm lượng sát thương phép, công phép nhiều hơn cho vị tướng Kera thì mình lựa chọn đó là Vương Miện Amex. Rồi đến chợ hỗn mang để xuyên giáp phép, xuyên kháng phép ấy. Tiếp đến là trang bị thập tự kiếm và trang bị cuối cùng đó là quả cầu bất tử. Bây giờ mình sẽ ra áp sát luôn Volcat. Volcat ơi, mạng này là của mình xin một mạng của Volcat cái coi một bé. Tiếp theo là áp sát luôn Iki, có kỹ năng thì nhảy thẳng vào và đây sẽ là double kill. Trời đất ơi, thơm liền. Xanh quá rồi, được double kill rồi. Mà khu vực đường trên đánh nhau cũng ghê cơ. Cứ bình tĩnh nha, để cho mình farm xong một tí rồi mình tiếp tục mình ra hỗ trợ cho đồng đội. Khi mà chúng ta xanh rồi thì chỉ cần một combo bằng cách là sử dụng chiêu 1 nhảy thẳng vào, sử dụng chiêu 2 đánh tường vài phát kích hoạt chiêu 1 là các bạn sẽ có mạng thôi. Đấy, hình như là team bạn đang ăn cái con rồng các bạn ạ. Đây là cái con rồng Kratos nha. Nhưng mà thôi bỏ qua, bây giờ mục tiêu của mình sẽ là Hayate có chiêu cuối trong tay. Chỉ cần nhìn thấy Hayate là mình kích quạt chiêu cuối ra áp sát nhảy thẳng vào. Ui mù mắt rồi, băng trụ luôn.
mà cái trụ này nó bắn đau quá. Xin vinh biệt cụ. Niềm vui em có, nơi anh thì không. Xin là xin vinh biệt cụ. Trời ơi, mình chết luôn rồi. Tham, người ta gọi là tham thì thâm thì mình cũng thâm thật các bạn ạ, à, chết xử nó rồi. Vừa xong lại còn bị chấm dứt cơ. Tính ra thì Kera không hề có sự thay đổi sức mạnh trong phiên bản, đó là kỷ niệm 5 năm của Liên Quân. Nhưng mà các bạn cũng đừng quá lo lắng, yên tâm đi. Bởi vì là cũng khả năng cao Kera cũng có sự thay đổi trong phiên bản cập nhật bổ sung lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì sao. Bao giờ có thông tin tăng giảm sức mạnh của Kera mình sẽ thông báo cho mọi người sau nhá. Còn hiện tại thì cứ trải nghiệm đi, Kera không hề bị giảm, cũng không hề được tăng đâu. Ngày xưa thì Kera được mệnh danh là một vị tướng khả năng tàng hình, là vị tướng đầu tiên có khả năng tàng hình được trong tưởng. Nhưng Kera đã mất đi cái danh hiệu đấy đi rồi. Kera bây giờ chỉ có thể là di chuyển được ở địa hình thôi, chứ không thể tàng hình được thoát ẩn thoát hiện nữa. Ngày xưa nhớ cái thời mà Kera được tàng hình trong tường nó khỏe dã man. Người người chơi, nhà nhà chơi lao ra một cách bất tình lình và khiến cho đối phương cảm giác kiểu bị bất ngờ và giật mình. Nhưng bây giờ thì khó rồi các bạn ạ. Bây giờ thì chúng ta không thể tàng hình được trong địa hình nữa, chúng ta chỉ di chuyển được trong địa hình mà thôi. Đấy là một cái sự hạn chế nha. Còn bây giờ thì mình sẽ cần phải quan tâm đặc biệt trong trận đấu ngày hôm nay. Chủ yếu đó là chủ lực team bạn là Hayate với XG. Đấy là hai mục tiêu mình cần phải quan tâm. Đang có Volcat thì nhảy thẳng vào Volcat. Bắt em đi, em có chiêu cuối. Đồ anh bắt được em. Đồ anh bắt được em, lêu 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 lêu. Bây giờ mình quay trở lại, nhảy thẳng vào. Mà Volcat nó có bất tử, thế nên không giết được Volcat rồi. Hơi đáng tiếc, cứ để Zuka xử lý đi. Mình sẽ lựa thời cơ nhá, để có thể nhảy thẳng Iki này. Bằng này máu thì chơi liều thì mới ăn được nhiều. Đấy, thế là mình có được một mạng rồi lính lính. Mày quá. Cái con lính kia nó bắn mình một phát nữa thôi là mình chết. May là vừa sau mình vẫn sống được. Khắc chế vị tướng Kera thì trước tiên các bạn cần phải lên đó là sách chi hồn. Ngoài ra là trang bị kháng phép nha. Hoặc là lên cái gươm Uriel cũng được. Đấy là cách khắc chế. Chứ còn nếu mà không lên kháng phép thì cũng hơi toang toang. Bởi vì khi mà mình xanh rồi, nhảy thẳng vào, khi mà Kera xanh ấy nhảy thẳng vào phát là mất tầm nửa cây. Thôi ăn luôn cái con thả thần, đây là con Seiza cấp 1. Ăn con này các bạn sẽ nhận được sát thương gây thêm lên trụ trong tầm 90 giây. Volcat Windy, Volcat nản ra, kìa. Kiểu gì? Trận đấu đang rất là cân bằng như thế này, mặc dù team mình hơn đối phương được một xíu xíu thôi mà team bạn bắt đầu nản đấy kia là hơi buồn nha. À các bạn ơi, hiện tại thì kênh YouTube của mình đang bị tụt đề xuất khá là nhiều. Vậy nên là hy vọng rằng các bạn có thể giúp đỡ mình bằng cách cho mình xin tầm 10 giây để có thể cho mình xin một nút like cho clip, cho mình xin một đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ nha mọi người, cho mình xin một like thôi, mỗi người một like rất là ý nghĩa đối với mình luôn đấy. Đang có Murat kìa, bây giờ mình lao ra một cái. Hello Murat, việc nhẹ lên cao 200 vàng. Tiếp tục nhảy thẳng vào Alice luôn này. Thế thì Volcat chat gì kìa? Ui bay hay thì đánh đi. Ui dồi ôi. Team bạn bắt đầu chửi nhau sức đầu mẹ chán rồi các bạn ạ. Trước tiên là mình cứ dọn lính ở khu vực đường giữa cái đá. Team bạn chửi nhau sức đầu mẹ chán rồi, team bạn mất đoàn kết rồi. Không biết là Hayate đâu ta. Hayate ơi, Hayate đâu rồi ấy? Vừa xong nhìn thấy Hayate di chuyển vào mà mình không thấy Hayate trong rừng luôn. Cứ đẩy lính ở đường dưới này lên thôi. Có cái gì là chúng ta farm để có thể phun đồ được nhanh. Volcat chất tổng team tao ai cũng hay hết. Ui, sợ quá sợ quá. Ui sợ thế nhở. Bảo sao team bạn đánh gắn kết ghê. Team bạn là ai cũng hay hết các bạn ạ. Toàn top thế giới, toàn top thách đấu. Phải đùa vậy thôi, cũng không biết là bên kia phải top thách đấu gì không. Nhưng mà Volcat tần kêu là bên kia team ai cũng đánh hay. Dạo gần đây thì mình đọc được comment của các bạn cũng khá là nhiều. Các bạn hỏi thăm về sức khỏe của mình thì mình cảm ơn các bạn. Rất là cảm ơn các bạn nha. Hiện tại thì giọng của mình nó cũng đỡ đỡ rồi. Đang có Volcat này. Bây giờ mình sẽ lùa và sau đó là nhảy ra để cho Volcat không kịp lên ngựa nha. Này thì Volcat một bé ra đi. Ngoài ra cho mình xin bé thứ hai double kill rồi.
lựa lựa nhảy thẳng vào hay nhận tiền là bé thứ 3 triple kill. Trời đất ơi, được triple kill luôn, thơm liền các bạn ạ. Lắm lúc thì mình cũng cảm thấy rất là xúc động. Cảm ơn các bạn vì những cái lời hỏi thăm, những cái lời chúc sức khỏe. Hỏi mình sức khỏe ổn chưa thì hiện tại tình hình sức khỏe của mình cũng đã ổn rồi nhá. Mình cũng đang duy trì việc uống thuốc. Ngoài ra là sắp tới mình cũng sắp nghỉ livestream để có thể ổn định lại cái giọng nói của mình. Hiện tại thì giọng của mình nó đỡ khàn khàn rồi. Cảm ơn các bạn nhiều. Nào để mình đi truy sát xem có ai may mắn được mình vô thẳng vào đặc không. Xem nào, Murat này thì Murat này, máu giấy thì bốc cơi. Chết nhanh ghê. Vấn đề là không nên kéo dài trận đấu này ra nhá, đêm dài lắm mộng. Hiện tại thì team mình có được cái con tà thần này, tà thần bóng tối. Xê ra bóng tối là nó có nhiệm vụ đẩy trụ rồi, ép trụ dần dần thôi. Chỉ cần team bạn mắc sở là mình sẽ thịt bắt lẻ luôn. Nhưng mà team bạn không ai vôn cắt này. Vôn cắt không cho xuống ngựa nhanh em ơi, đừng cho xuống ngựa. Trời ơi, nó vẫn xuống ngựa được. Xuống ngựa thì cứ dí thẳng mặt tôi, kể cả có bất tử thì cũng bất tỉnh luôn. Đấy, dù sao là team bạn mất vôn cát rồi. Mỗi tội nó tiêu diệt xong cái con xe ra bóng tối còn đâu. Dụ team bạn ra ngoài được thì mình mới có thể nhảy thẳng vào. Chứ không hơi khó thì có thể băng trụ các bạn ạ. Lính tràn lên rồi, cố gắng làm sao lấy đường lý sơ cấp đầu tiên này. Có Murat thì mình sẽ bắt bóng Murat. Murat ơi, giật bóng về. May quá mình quá bất tử. Không ngờ là Murat chơi tỉnh như vậy, giật bóng về ảo ảnh trả mặt mình, tí nữa thì mình bốc hơi. Thôi từ từ đã, để cho mình đẩy cao đã, đẩy cao lính lên. Ngoài ra thì mình cần phải hồi phục máu một chút. Giờ cần phải có lính để hồi phục máu như quái rừng. Đỡ phải biến về, tầm này rất là ngại biến về luôn. Bắt luôn Murat nha, Murat bốc cười. Dù sao thì mình lấy được 2 đường lý sư cấp rồi. Bây giờ thì cố gắng làm sao vôn cát này. Mình sẽ lựa lựa kỹ năng và sau đó nhảy thẳng vào vôn cát để xem bằng ngày máu vôn cát xem kịp lên ngựa không. Vôn cát ơi, em nhảy thẳng vào đây. Vôn cát bốc cười nốt 60 vàng. Ok, chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây các bạn ạ. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Đây là sức mạnh của cô nàng Kera trong cái mùa 20. Kỷ niệm 5 năm của Lingobai, chiến trường 4.0. Các bạn có thể qua và trải nghiệm sức mạnh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye người.